Xin chào các thầy cô. Trong kỳ thi thiết kế bài giảng e-learning năm nay thì có một cái quy định đó là các bài giảng được xuất bản ra thì tổng cái thời lượng của bài giảng nó không được quá 25 phút đúng không nào? Và rất nhiều thầy cô thì khi mà soạn bài giảng ở trên phần mềm Storyline thì không biết làm thế nào để có thể đo được chính xác là cái bài giảng đấy của mình nó trong thời lượng bao nhiêu. Chả nhẽ chúng ta lại lấy từng cái slide ra chúng ta cộng vào đúng không? Đấy, thế thì có một cách để các thầy cô biết rằng là tổng thời lượng của thời gian của cái bài giảng của mình ấy nó là bao nhiêu. Thì ngày hôm nay thì Phương xin được chia sẻ với thầy cô cái cách mà chúng ta đo cái thời lượng của cái bài giảng như nào nhé. Trước hết này thì chúng ta sẽ mở cái bài giảng của mình lên. Các thầy cô sẽ vào mở cái bài giảng của mình ra này. Ví dụ cái bài giảng này. Và chúng ta muốn biết là sau khi xuất bản ra thì làm xong rồi mà xuất bản ra thì thời lượng của nó là bao nhiêu, thì thầy cô vào cái mục public ấy. Chúng ta vào home mình bấm vào public để public nữa này. Nhưng mà chúng ta không cần public đâu, thì ở cái chỗ phần mà title này, chỗ phần đặt tên này, các thầy cô sẽ bấm vào đó, bấm vào cái chỗ dấu ba chấm này, rồi bấm vào đây đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái là duration ở đây, là nó sẽ có cái chỗ là calculate automatically, có nghĩa là nó sẽ tự động đếm xem là nó khoảng bao nhiêu phút. Thì như cái bài giảng này nó khoảng tầm 14 phút. Như vậy nhìn vào đây là chúng ta biết rằng cái bài giảng xuất ra nó khoảng 14 phút. Thế là ok rồi. Đấy, vậy thì chúng ta biết rằng là thời lượng của bài giảng là bao nhiêu nha. Ok. Vậy thì đấy là cái cách để chúng ta làm. Và các thầy cô khi làm thì chúng ta cũng nên đo lường để xem là cái bài giảng của mình nó là bao nhiêu. Đấy, thì Phương nhắc lại là mình sẽ vào public. Vào cái phần dấu ba chấm ở bên cạnh cái tên của bài giảng, title này. Ở đây và nhìn vào trong cái phần đếm này nó sẽ khoảng bao nhiêu phút nó sẽ thể hiện ở trên này nhé. Ok, vậy là hy vọng rằng là cái câu hỏi của thầy cô đã được giải đáp rồi đúng không? Và nếu như mà thầy cô nào mà vẫn là mong muốn là mình có thể được tham dự một cái lớp về thiết kế bài giảng e-learning thì Phương sẽ dự định sẽ tổ chức một cái lớp trong tuần tới, rơi vào khoảng ngày thứ 6 tuần tới thì sẽ có thêm một cái lớp nữa thiết kế video và bài giảng e-learning siêu tốc. Nếu thầy cô nào quan tâm thì có thể điền vào cái form ở bên dưới và vào cái group vào tuần tới nhé, thầy cô nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo.